Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình tên là Nghĩa. Chúng ta sẽ tiếp tục với Mass Effect Andromeda. Ok, lần trước là mình đã tạm dừng tại đây và chúng ta sẽ đi lên đây để kích hoạt lại cái hệ thống điện ở chỗ này. Power restored. We should have access to everything in Site 1 now, right Sam? Correct. Plus I've located the source of the signal we detected in orbit. It's coming from the large alien structure just beyond Site 1. The structure appears almost identical to the one your father used to adjust the atmosphere on the previous planet. It's worth investigation. That almost feels like a lead. Damn right it's worth investigating. Hehe. A warning. Radiation levels beyond the perimeter of Site 1 are well above acceptable limits. You cannot proceed without additional protection. All the more reason to see if that alien structure can make a difference to this planet. Come on. We better find that vehicle Clancy mentioned. Now the power is restored. We can investigate. Chúng ta được điểm gì mình không rõ nữa ta. Để coi mình có gì trong đây. Chúng ta có thể chế súng được bằng cái này nếu mà chúng ta tìm ra độ thích hợp. Để coi, thì chúng ta làm gì tiếp. Scan container to fire vehicle, clear atmosphere radiation. Chúng ta phải đi scan một cái container để tìm một cái xe. Cái xe nằm đâu ta? Để mình coi map ra. Dưới này hả? Mình nghe chắc dưới này có nè, đâu rồi. Đi theo cái nhiệm vụ của chị thôi. Ê, có cái gì đây? Cái này hình như mình lấy rồi, còn mấy cái chỗ này. Nãy giờ mình đi vòng vòng thì nó cũng cho phép mình lấy cái chỗ này. Cái lấy cái đó thì chúng ta được số đồ, mình không biết rõ để wrap đồ hay là cái gì chứ. Promise. Mình cần scan thôi. Well, what do you know? The outpost research center is still intact. Updating the Tempest on this critical recovery. Research was always key to the initiative. We'll need it here too. We're not scavenging anymore. This is how we rebuild. Someone else agrees. This research center was used recently to monitor the alien signal. This gives us the tools to find the source, and maybe whoever else is looking. Okay, mình nghĩ chắc chúng ta sẽ sử dụng ở chỗ này được nè. Lấy đồ đi. Lấy luôn terminal activate đây. Activate hết. The research station is back online. Cái chỗ này các bạn sẽ giúp chúng ta đó. Đây cho là hoạt động rồi. Ok. Required components. Kia đây. Chúng sẽ theo hai hướng R&D terminal. Đây là research là tìm kiếm nghiên cứu à. Unlock new blueprint và algorithm spending research data. Chúng ta sẽ được cái nhiều cái blueprint như cái bản thảo hơn để chúng ta ráp súng rồi nọ kiểu. Còn nếu mà chúng ta research là nhiều bản thảo hơn. Còn development này cái cho mình không rõ nữa. Ok. Development là để chế đồ và upgrade cho Nomad sử dụng những cái blueprint những cái bản thảo mà chúng ta có được và những cái vật liệu mà chúng ta có mình thì trước mắt là chúng ta vẫn chưa có gì. Ồ, là cái này nguyên thùng hàng kế bên. Mình cứ tưởng là một cái gì đó ghê lắm. Chắc là có cái xe trong đây, mình nghĩ là vậy. Ok. Forward stations act as emergency resupply checkpoints. Several are currently in orbit. I can call one down. Let's find a good spot. Chúng ta sẽ cần một cái code gì đó. Hoặc là chỉ cần đơn giản nhập vô thôi, nhập lý vô. Should have the access code once we call it down. Chúng ta phải tới kia nữa hả? Có vẻ hơi rườm rà tí ha. Whoa. Activating automated forward station. Forward station. Cái này là gì đây? Nó rơi xuống đây bà đó còn gì nữa. Cannot be called in here. Unlock the Nomad container. Cái này chúng ta phải mở ra nè. Forward initiate. Ok. Downloading Nomad crate access code. Nờ, có cần phải scan không? Hay là phải quay trở về kia nữa hả?
Cái này mình cũng nhiều lúc cũng chưa hiểu rõ đó, cái cách mà nó mở hoặc là làm cái vụ của cái này nha. Nó hơi khó điều khiển một tí. Nhưng cái thích mà mình trong game này là mình thích cái combat. Cái này mình phải nói là cái combat của nó khá là sướng. Chúng ta có cái xe mới rồi phải. Đây, nguyên cái xe luôn. Quá đã. Chúng ta sẽ dùng cái xe này đi đi khám phá nè. Hình như giờ này cho nên chúng ta xuống được nè. Safe condition. Chúng ta xuống được hết hết phóng xạ rồi. Nè, cái này mình cũng đã hiểu rồi. Ồ, teleport thẳng xuống luôn, ghê thiệt. Dù ta full máu, full đồ mà. Cho nên chắc cũng không cần. Cái gì phải làm như đây? Whoa. Glyphs. Hết cho hồn. Sao mình kích hoạt rồi nó vẫn không có chuyện gì xảy ra vậy? And hopefully start up whatever helps the atmosphere. Search for a glyph scan. Chúng ta còn có một coi là có một cái mã hiệu gì đây chúng ta có thể scan được. Một cái gì đó kiểu như là dấu tích thì á. Alien device, thiết bị của người hành tinh. Cái gì đây? Cái ống này dẫn đang đâu ta? Sang cái máy đó. Ủa nó làm cái gì? Kêu làm gì cho nó ta? Đừng, nó phải lên trên nha. Này kia nó phải lên trên rồi đó. Wow. Với lại hiện tại là mình vừa mới xem một cái từ game cũng khá là hay và tháng 4 sẽ ra mắt đó, chính là chắc là mình sẽ quay từ game đó, mình mua và quay từ game đó là Persona 5, Persona phần 5. Game của Nhật thì phải. Nhìn cũng khá là hay chứ. Làm sao giờ làm sao nữa đây? Scan là đúng rồi nè. Chúng ta phải xuống dưới lại. Thì cái tựa game nó khá là hay và mình muốn quay từ đó và mình thử một cái game kể chuyện về kiểu của Nhật Bản như thế nào. Giống như là một số game nó cũng rất là thu hút mình về cái mặt nội dung của nó. Ủa, đang bấm dưới chừng. Building connection. I apologize for any discomfort. The system seems unstable. This what happened when my dad tried doing this? Your father interfaced directly with the atmosphere processor. That proved extremely hazardous. These structures could reveal its control center. System remains unstable. Doubling our power input might accelerate the process. I'll give it a shot. Wait! Back off or I will put you down! Whoa! Easy. You've come this far. Just let it ride. I've been studying this tech for months. I don't know how you activated those glyphs, but you have to let them cycle through their channels. It's going to be all right. Trust me, okay? I know. Who am I? I mean, it's obvious who you are. I saw the ship swoop in. You're a Pathfinder. Was beginning to think the initiative just made you guys up so the rest of us wouldn't lose hope, but you're for real, huh? Are you for real? You were going to tell me who you are. I might just be the solution to all your problems. Well, look at that. System has stabilized. I'm establishing a connection.
crap. Chúng ta vừa mới bị một cái con gì nó bắn. Một bầy nó xuất hiện luôn. Ui, ghê ghê vậy, ghê vậy. Nhiều bắn quá, chết đi. Bên đây cũng có nữa nè. Chết luôn. Hết hồn mày, làm tao hết hồn mày. Cái gì đây? Ui, sao con này nó có shield kiểu ghê vậy? Chúng ta có thể hồi shield nữa, chúng ta vô thô, vô cover. What the hell? Này thì bay bay cái kiểu. Not bad. My first tangle with the remnant was a lot messier. The remnant? These monoliths, the observer and assembler bots, they're all the remnants of something much bigger. But that's too long. Ugh, I hate long. So, the remnant. Like, my name's better as Peavy. Ryder, you've been studying this remnant technology. What have you learned? Plenty. Not nearly enough. It's old, it uses glyphs, and it's well protected. I saw this tech clear the skies on Habitat 7. We're hoping it could do the same for Eos. Huh. Atmosphere manipulation? Maybe. Fits the model. All remnant tech is connected. You interfaced with this monolith somehow, and now it's pinging the others. If you wake them up too, they must lead to whatever master switch might fix the radiation. You're sure it'll help Eos? Or am I just a handy way to get those monoliths online? I'm a little offended by that, Ryder. Uh-huh. Okay, maybe. But we both get what we want. Just try. It's not like we can make this planet worse. Here, take my nav points. I'll be... I've got to figure this interfacing out. Just be careful. This planet's all kinds of strange. Tất nhiên là chúng ta phải cẩn thận và cảnh giác là sẽ có chuyện gì sẽ xảy ra. Và chúng ta giờ quen được con nhỏ này. Cũng phải khá là khoai. Kiểu kia. Mấy bữa nay nó còn leak thêm cái tựa game khá là thích đó chính là Destiny 2. Hay là hay. Và mình đang rất là đợi Destiny 2 và chúng ta sẽ có beta vào tháng 6 đây. Nên là đúng rồi chưa ta? Chúng ta tới nè, nhưng mà làm sao để vô bên trong. Mình muốn té xuống cái là chúng ta đi lại cái đầu rồi. Nguyên một cái đường vòng á, cho nên phải đi cẩn thận một tí. Đó, đúng rồi nè. Chúng ta xuống được rồi. Chỗ này không giống vô cover được vậy. Ghê vậy. These ones don't seem hostile. Nào, kìa nó có cái skill gì ta? Hết hồn. Hồi siêu em ơi, hồi siêu đây. Đó, phải vậy chứ mình thích cái vụ này ghê luôn. Nhìn đã vậy. Ôi sao nó hồi siêu ghê vậy? Con này ra. Wow. Vấn đề là chúng ta tập trung khá là nhiều vào cái shield của chúng ta đó. Ok. Cái đạn đó hồi nãy mình có nâng cấp nhẹ. Ai ngờ giờ đam nó tăng cũng khá là ngon. Hình như là mình nâng cấp hồi lẹ hơn hay sao, không biết có tăng đam không nữa. Sao nó hồ máu ghê vậy? Vậy là như mình có cả, nếu mà đứng trên không á, mình có thể đứng lâu được. Kiểu như hover á, khá là hay. What the fuck? Remnant decryption giải mã của tụi Remnant. Decryption impossible due to missing cliff information scan nearby surrounding for. Chúng ta cần phải có mấy cái... cái kiểu như là ký tự biểu tượng đặc biệt á thì chúng ta mới giải mã được. Tại vì chúng ta thiếu chúng ta không đủ để giải mã cho nên phải là mình đi cứu cái thằng này. Revive này gục luôn.
Vậy đi em. Bắn có chút xíu mà cũng gột nữa. Thanh niên yếu sinh lý và lờ luôn. Ồ, con này chúng ta phải lên đây mới đúng nè. Đúng như ta. Đó, scan cái cục này đúng nè. Tức là tôi phải đẩy cục này xuống nè, hèn chi chỗ này không thể nào chúng ta lên được, khó lên vãi luôn. Hèn chi chúng ta không có scan, phải scan cho bằng được. Hèn chi mình nghĩ vào scan vào được cái này, scan được tôi chết liền luôn. Ok, chúng ta scan được hai cái rồi, mừng quá, nãy giờ cũng mới scan được. Còn này là như đây. Vô và dạy nữa chứ. Mình vẫn không hiểu để coi decrypt remnant by sending clips to the grid. Chúng ta phải thấy vô cái dạy gì đó, như mình phải làm no row column or highlight the shape can include repeat the same clip. Rồi cái này sao ta? Nice work. That did whatever that did. I see pathways lighting up all over. Này mình bấm cái gì đó ta? Mà tự nhiên cái nó vô được luôn, lạ thiệt. Rồi tất cả xong rồi, chúng ta xong được hai cái rồi. Còn một cái nữa. Nó xem rồi. Seriously? Can't catch a break. Wow 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 wow. Dương chơi xuất hiện rồi. Wow 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 wow. Các bạn ơi, chúng tôi cần cover cái. Ôi, tôi chửi nhưng mà không dằn. Siêu 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 siêu. Chúng tôi có siêu mà. Wow 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 wow. No 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 no. Chúng tôi hồi siêu cái này. Hồi siêu cái này các bạn ơi. Dằn xác luôn. Trời phát ngay mặt. Wow 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 wow. Mày này bắn gắt quá. Nó này làm như nó phóng tới thằng này hoài luôn. Is it just me? Or do cats seem to appear everywhere we find remnant tech? I was just thinking the same thing. Đây đây, đạn có luôn, full rồi đó. Cái cách chơi nó vẫn theo cái gốc gác ban đầu. That looks like a cat facility of some kind. Này chúng ta chỗ này chúng ta xuống được. Rồi, cái góc nhìn của nó cũng khá là tệ trong cái việc này. Cái game này thì theo mình chấm mình cũng không có cho điểm cao được, nhưng cái là mình sẽ có kết luận cuối cùng khi mà mình chơi xong hết cái game này. Cái thứ gì thứ mà mình vẫn đang rất là trải nghiệm đối với cái game này chính là về cái combat của nó cũng rất là thú vị. Ngoài cái combat này thì chúng ta có nhiều cái cần phải nói. Cái game này dính à. Ồ như chọi 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 cái bóng bóng chày. Còn ai đâu, mình đang muốn bắn nhiều nhiều tí. À đây đây, vừa mới nói luôn á. À, kiểu như là thỏa mãn luôn. Chứ còn phải có shield cái đã.
Thanh niên ném mình ghê chứ. Trời phát chết à. Đó. À, tập này bắn đảo quá. Phát nữa nè, văn sát luôn. Chết luôn. Có thằng này tôi đồng năng sau đây ta. Má bắn gì phải gọi là bắn chứ. Ôi, rớt xuống dưới luôn. Rớt xuống dưới là auto chết luôn, giống như Forerunner vậy ha. Rớt xuống dưới là auto chết luôn. Người còn nắp vô cái đã. Dính liền. Rồi, lấy đạn coi. Ồ, vẫn còn một thanh niên. Vẫn còn một thanh niên, level up luôn. Skill boy cộng 4 luôn, ghê vậy. À, để mình up skill cái đó. Skill boy cộng 4, nếu mà mình up cái skill đó, mình up được cái char này cũng khá lạ. Phóng thẳng cho địch luôn. Pull, throw, recharge speed, nhanh hơn. Cái lens này đam 320, còn throw là nhiêu ta? 800, force 850. Cái này mình bỏ bao nhiêu skill boy vô đây rồi ta? Nó kêu là mình phải bỏ 9 skill boy vô bao tới thì mình bỏ được. Này 1 nè, này này nó lấy mình 2 điểm mới phải. Là 3 điểm nè. 4 điểm nè, 5 điểm nè. 5 điểm, 6 điểm. Nên cái này cho ta phải xài hết cái đống skill boy chúng ta đang có luôn hả? Ghê vậy. Thôi mà chúng ta mới đủ. Backlash xem có gì đó. Biết là mình nên nâng cấp hay là mình nên upgrade khác. Offensive biotic. Đáng là mình phải nâng cái này nè. Undo change, undo skill purchase. Nhưng mà được cái là chúng ta có thể redo lại. Ngon. Nhưng mà chúng ta vẫn có 3 điểm. Cái nó bỏ cái lần trước thôi, chúng ta bỏ cái Nova. Với một cái throw chúng ta vẫn, nhưng mà chúng ta vẫn throw đi. Hơi là cái này nó cho mình tùy chỉnh lại á. Rồi đó. Có thể chúng ta hãy confirm lại một lần nữa cho chắc ăn. Là draw là chúng ta có thể học được rồi đó. Phóng thẳng cho địch luôn. Ngon. Nhưng mà chúng ta cần điểm kinh nghiệm để up cái đó sau. Fire and disable the generator power in the shield. Chúng ta phải tìm cái kia và tắt nó thì mới cái khiên bảo vệ này nó mới tắt được. Fire and disable the generator. Để coi có gì ở đây đây. Deactivate. À tức là chúng ta còn cái ở đây nữa. Đúng rồi. Deactivate cái ở đây nữa. Let's get to it before there's any more cat. Andromeda Initiative. We're not here to cause trouble. So you say. Still haven't told me who you are. I'm the Pathfinder. Are you now? My name's Scott Ryder.
I'm Drak, Clan Nakmor. You'll forgive me if I didn't just trust a stranger from the Nexus. They haven't exactly treated us Krogan well. What are you doing out here? Checking out these monoliths? The Kett seem pretty interested in this one. Looks like you cleared it out for us, though. You said I didn't save any for you? Nexus knows shit about the Kett. They think they're safe. But they're just waiting to die out there in space. I've been quads deep on a couple of planets for a while now, taking out Kett bases, fighting ground troops. I know what they can do. It's not pretty. You know, we could use a Krogan like you, Drak. I'm flattered, but do you have any idea how many humans I've watched die? Your meat, you spoil. Besides, the day I help the Nexus again is the day the clouds part and the Kett keel over. No offense. None taken. Good, because I'm getting bored and the Kett are getting stronger. Seem particularly interested in this alien tech. Remnant? Yeah, that. I'm gonna go find more to shoot. Try to keep your head out there. Đó, cho tôi phải scan lấy cái hiệu nữa trời. Sao lắm thế nhỉ? À, vấn đề là cho tôi vẫn chưa kích hoạt được. Cái tôi nói tự động kích vô kích xin kích hoạt luôn mà ai ngờ vẫn chưa gì hết. Chúng ta vẫn phải tự đi kích hoạt cho bản thân. Looks like it isn't filled in yet. Ok. Chúng ta phải scan cái dữ liệu cái này. Lên đây nữa hả trời. Sao lắm thế nhỉ? Ôi wow wow wow. Lên đây mới đúng nè, đó. Scan một cái nè, đâu rồi? Một cái còn lại đâu? Wow 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 wow. Ngồi sao chúng ta vẫn có thể sống sót được. Tại chúng ta đang có cái life support. Vẫn xài được. Đó, xong, hai cái. Giờ phải dùng ngồi giải nữa ha. Done. The monoliths are online and connected to something in the lake. Okay. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái đường vô và rồi xem rồi. Nhưng mà chỗ này chúng ta xuống được một không? Chắc xuống tí chứ không sao. Chúng ta có life support nè. Không thì chúng ta chui lên xe lại thôi. Nên mình cũng chưa hiểu lắm về cái việc mà life support là tùm lum la thứ này. Đây coi. Forming a bridge. Looks solid. If not, prepare to swim. Nó vô được luôn mà phải không? Đẩy nguyên xe vô luôn cho đều. Má lỗi phết. Chúng ta phải đi bộ từ chỗ này rồi. Xe không ổn rồi. Nhưng mà cái chỗ này thanh lọc luôn à. Cái gì đây? Nó bắt mình chọn súng lại nữa hả trời. No. No, this can't be right. All that fanfare for an empty room? There's some secret here. There must be. Do your Pathfinder thing. Oh, you're good.
I didn't do a thing. How far down do you think it goes? That can't be air pressure. Electrostatic? Ah, gravitation. Oh, you idiot, PB. That wasn't the front door. This is... What are you... Come on, Pathfinder! Hey! It's acting like a gravity well. But where is it taking us? Embrace the unknown, Ryder. Now this is more like... Looks like a bunker. Or a vault? Whatever you call it. The controls for that atmosphere processor might be down here somewhere. Let's find out. Anything could be important. Chúng ta giờ là một cái chỗ gì cũng quái lạ phết ha. Nguyên một cái hầm ngục luôn. Đã phết. Chỗ này nhìn rất là ngoài hành tinh luôn. làm liên tưởng mấy cái chỗ như Halo rồi Mass Effect mấy phiên bản trước vậy. Mình cần kích hoạt cái chỗ này rồi. Xem nó dẫn mình tới đâu. I don't think it triggered the atmosphere processor, but... Pathfinder, a conduit beneath the floor just activated. Fluid is running through it. It could be generating emergency power. Cái game này nó không có cái hệ thống giống như cái trò Mass Effect trước á. Renegade với... mình nhớ là Paragon á. Kiểu như mức độ top 6 của bạn á. Nếu bạn nào chơi cái phần Mass Effect trước, các bạn cũng hiểu rõ cái vấn đề đó. Là nó sẽ chia theo hai hướng khác nhau tùy theo mức độ bạn chơi nó như thế nào. Là mấy cái cách mà bạn chọn cái cách mà bạn xử lý tình huống á, theo hướng xấu hay tốt thì nó sẽ dẫn tới những cái kết cục khác nhau. Thì Renegade với Paragon nó y chang như vậy thôi. No signs of any cat. Maybe they can't get into the vault. But you can. That'll get their attention. Lucky me. Có lẽ tụi nó chưa vô được cái chỗ này. Mà mình nghe đến mấy cái chỗ này đã nhìn như thế này, nhìn nó rất là ghê. This door should be working. It's got power, right? Do we need a password? Nó đỏ lè lên nhưng mà không có. What about these holographic patterns? Can you scan one? Nhìn cũng thú vị phết đấy. These data pattern things are incredible. If I'm right. Mở cửa đi em, Vương ơi, mở ra. Hundreds of zettabytes. There are whole species who get by with less. Mở luôn. The pattern suggests significant data present, but it cannot be accessed. Đang lên phải mở vậy ta. Ôi lỗi, có mình cái con mấy cái chỗ này hết rồi mà ta. Wow, I really was just scratching the surface. Phrase recovered. Must read to access. Okay. This console links cái điểm data gì mà mình cũng không rõ lắm. Then it must control the atmosphere processor. No glyphs. Ôi, chỗ nào đỏ lên nữa không ta? It looks dead or locked down like most of this place. The fluid conduit leads to this console. Là mình bấm cái nút đó rồi luôn á mà nó vẫn không. So if we follow the conduit, it might lead to the system lockdown. Tức là nó ăn rồi nè, cái này nó ăn rồi, chúng ta không bấm được nữa. Open. We read it, we get access. Another gravity well, and that's new. What is it? A symbol of authority? A key? It's easy to speculate with Remnant, but we need more facts. I'll see what I can find on this beauty. Maybe over this way. Whatever has this place on lockdown is that way. I do my best work solo. You fix up the vault, I'll investigate the relic, and together we'll figure this place out. Not a bad idea. We'll cover twice the ground. See? I knew you were smart. I'm on frequency 145.8. Stay safe. 10 credits say she ends up in a pit of spikes. Mấy chỗ này nó làm đẹp phết đấy chứ, nhưng mà... chúng ta sẽ cần một số thứ hay hơn để giữ được game này nó mất
hay về việc combat không cũng phải là chưa là đủ, ngoài là đây nọ game này cũng nhiều yếu tố chất để cho thành một cái game tốt hơn, nhưng mà nó làm khá là tệ trong cái việc mà nó truyền tải cho người chơi vẫn còn thiếu một số thứ. Rồi stay in touch. Bên kia qua bên kia nữa hả? Mình chỉ sợ như này nó có cái gì mà chúng ta không nhảy xuống được, cho nên mình vẫn đang muốn rất là cẩn thận đây. Đó, cái chỗ này người ta đi được cho nên mình mới dám nhảy phát xuống luôn. Gì? Rồi đổi xuống á. Ôi 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 dính đi. Ủa, không dính luôn. Hay thật. Nice. Wow, 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 wow. Này thì chơi anh mày sao? Anh mày siêu nhiều lắm. Hai hàng đứng nhìn nhau. Siêu nhiều mà, cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Dính liền, món cơm liền. Ra đây, ra đây, ra đây. Bắn phát trình dậy chính. Rồi đó, vậy cho nhanh. Hồi siêu cũng mệt phết đi. Được cái đấy, cái hồi cái kia nó nhanh hơn. Một phát nè con, một phát. Chết đi, chết đi, chết đi. Cho nên khi mình nâng cực cái skill kia thì ngon biết mấy. Cái skill mà phóng thẳng vào người ta luôn á. Đó. Đó, hay. Đó. Đây còn hàng nữa nè. Mình hôm qua bây giờ mình thì mình dùng cái skill gì mà lại gần á. Xong rồi dùng Nova là cái skill Nova nó lại chửi nhưng mà phát xuống đó thì cái đó bạn phải áp sát dữ quá. Được cái đam cao nhưng mà phải áp sát dữ cho nên mình không sợ, mình dùng cái skill từ xa cái đã. Để đảm bảo là mình không có chết khi mà mình làm liều nhiều quá ví dụ vậy. Chỉ là đảm bảo thôi. What is this place? How come this liquid hasn't dried up? Unless turning that conduit on started it all flowing again, wouldn't that be something? Thôi em đây đi. Chúng ta có remnant processing gì đây? Rồi có chỗ này là sao? Không có gì hết. Another aqueduct. Ở bên đây nữa hả? Sai. Are those roads down there? I can't even see where they end. Ê mà thấy cái đường đi giống vậy. Ô ô ô ô, có địch, có địch, có địch. Có một bé đằng kia kìa. Ô ô ô. Ôi, né nữa chứ. Dính liền. Cái đạn dí này vui phết chứ. Wow wow wow, mém mình té xuống dưới luôn rồi. Có máu me gì đâu nhưng mà không cần nữa. Nó còn đang đủ 3 cái luôn, 4 cái luôn rồi. Tức là chúng ta full máu rồi chứ không có cần thêm cho nên tôi phải mở cái chỗ này thì phải. Wow, nhìn đẹp phết đấy chứ. Nhìn đẹp vãi. Anh thích rồi đó. Gì đây? Scan được, scan luôn. Remnant unit, chúng tôi không biết là scan để làm cái gì nhưng mà cứ scan cho rồi. Nếu như tôi đây có cần thiết về sâu ấy dù thì nó sẽ tiện hơn nhiều trên đường đi rồi. Các bạn nhớ mấy cái vật càng về sâu như cái này thì nó lại không có ăn nhầm gì hết. Cho nên chúng tôi phải skip nó luôn. Okay. Ô, cơ địch, cơ địch, cơ địch. Cái đám này đám gì đó. Chọi cả bom luôn kìa thì. Wow, chúng ta cần phải có... Ây da, da, da. Cậu nắp cái đó. Reload cái lại.
shield lên cái đã. Rồi đó, muốn làm gì làm đó, đó cơm liền. Bạn sẽ sống lâu nếu mà bạn biết chịu khó ngồi tăng shield lên lại. Cái này chúng ta đánh một trận đồng đội luôn chứ. Đội hai đứa gục hết luôn, tụi bay hay lắm. Nhoi nhoi nhoi, đánh không biết đợi gì hết. Wow 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 wow, mình chỉ chơi bom lên mặt mình thôi. Mạnh quá. Đi revive cái đó. Wow 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 wow. Thôi là chúng ta còn skill á. Mẹ mày, sao nãy không ra hết luôn bây giờ. Đấy, vãi. Sao chơi cái bom gì mà bắn phát nổ luôn á. Ghê thiệt. Nó bắn phát mình mất sạch máu luôn. Hay thật. Mà còn bị không cầm súng bắn được nữa. Đó đó đó, cái súng đó. À, turret, turret, đạn, turret. What the. À, nếu mà chúng ta rời khỏi cái thì chúng ta không cần phải chơi lại mà chúng ta chỉ cần cái con này. Đó, cái súng này phiền ghê luôn á. Con này, cái con này nó OB phết đi. Siêu 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 lên cái đây. Sao cái con này OB phết nhỉ? Nó hai này vừa cứu nó xong nó gục tiếp. Hay lắm. Nhưng mà cứu một đứa là hai đứa hồ máu cùng chung lúc luôn. Mình coi mình ra đây, như này có bình máu ngoài đây. Thôi lựa chạy ra đây quá. Này chứ bình máu đâu đây cũng có. Thì mình vừa mới đánh xong. Không biết có gì đâu các bạn. Giờ nó làm gì nữa, nó không chỉ không gì hết. Hay gì cái game này. Bắt đầu thấy khó, khác nào rồi. The conduit splits and goes through each of those devices. Interfacing may complete the circuit and allow the world to open. Đây, chúng ta có cái cầu sôn như đây. Let's try. Với đồ hồi đạn nữa. Hồi đạn nè. Còn cái bên kia nữa. Chắc bên kia hồ máu như vậy. This device appears defensive in nature. Nó vỡ hồ đạn đi. Chứ đang cần một cái hồ máu. Power restored to the gravity well. The conduit leads down. Power restored. Conduit for pressure. Chúng ta đã hồi được cái năng lượng ở chỗ này rồi. Và để coi. Máu còn chút xíu chứ không biết chỗ nào. Follow the conduit farther into the vault. Ok, chứ phải đi sâu hơn nữa hả? Ok, đi đi thôi, ngu dũng đi. Chơi liều mà. Wow. Bay xuống đảo ha. Okay. Có gì đấy? Đừng nói kích hoạt tiếp nha. Crap, the conduit sprang a leak. Careful. No way you can interface with the console like that. Okay, chứ tôi không có gì ở đây. Chết là phải có thùng máu ở đây hoặc cái gì đó được. Maybe that's why those devices up above were turned off. Thùng máu đâu rồi? Máu đâu? Máu đâu? Máu đâu? Không có thùng máu luôn. A gauntlet. Không gì hết luôn, mình nghĩ chắc đi sau nó sẽ có thêm. Chứ cũng hơi lạ là tự nhiên đi nãy giờ không có. Gặp cái máy bắn lại nữa nó khá là OB. Nó bắn làm sao mà nó cứ cái can't get any door to work. Cái game này cái scan của nó khá là lặp lại, nó khá là chán vậy. Scan complete. And received. I'll give him a shot. Give them a shot.
Có cái gì xài được không ta? The system's responding to those frequencies. Just a patch job, but it should hold. Nice work. If it's fixed, that console should work now. Cái máy đó như nó hoạt động được rồi đó. Nó đang sửa. Cái này có phải xong được á. Ờ, để coi. Ryder, còn cái gì nữa? Can you hit that console? Looks like it worked. There's even a bridge. You're a pal, Ryder. Where are you going? Đây là cái đèn chỗ này chúng ta đi được đó. Đó, ngon lành liền. We'll catch up. If we got that door working too. Will you look at that? Cái đó là cái gì vậy ta? Cục ở giữa mình không thấy được nó là cái gì mà sao? Nó là cái gì vậy ta? Mình scan thử xem nó là cái gì. Không có thông tin, không có gì luôn. Mà có 2-3 cục. Chúng ta phải rất là phòng ngừa mấy cái vấn đề này á. Những cái gì dạng gì dạng nhìn nó khá là ghê. Ok, và chúng ta vẫn sẽ đi tìm hiểu cái chỗ này. All the way down here. You see them too? Nó là cái gì? Sao giống như một cây á ha. Nhưng mà cái cây này nhìn nó ghê quá. Okay. Chúng ta thấy được một cái cây nãy giờ chúng ta đi tìm hiểu, exploring, đi khám phá và chúng ta thấy được một cái cây. Hay lắm con trai. Tất cả là do họ bỏ đi. Và cũng chỉ có gì đó thôi sao? Nghĩa là chúng sẽ gặp cái thể loại đó ghê hơn cái gì đó. Ủa, có địch. Có điệt. Chúng ta hết máu rồi. Mà nó thấy chúng ta. Hay lắm. Nó sẽ hồi máu lại cho chúng ta. Ủa, ngon chứ không có được bao nhiêu hết máu nữa. Ủa, wow. Bỏ bom luôn. Yên chơi. Chúng ta còn súng. Mạnh hơn thấy. Đấy là không phải súng mà xài không được rồi. Chúng ta sẽ cần cái xuống ở đó hiệu quả hơn đấy. Bắn đạn cao cao xử lý mấy này nhanh hơn nhiều. Ui. Bắn dây mà cũng né được ghê thiệt. Còn ba bé nữa mà ra luôn đi. Mình thích cái vụ bay trên không bắn nha, khá là thú vị. Cái đạn dí này đỡ thiệt luôn chứ, là kiểu như các bạn mà không kiểu như chơi mà không phải trên PC gì đó thì mấy cái đạn dí này nó tiện hơn, các bạn phải đỡ phải này nọ bắn sao cho chính xác, nó khá là phiền. Chứ là hình như mình nghĩ nó cũng là skill rồi, cho nên chúng ta không hẳn là PC hay gì đó. Rồi skill là phải tự động dí địch luôn hiểu không? Thì nếu mà bạn có chơi PC thì nó cũng tiện hơn, là kiểu như là các bạn đánh mà phải tự nhìn vô này nọ. Này chúng ta phải đi cái đường này ra ngoài mới đúng nè. Cái đường kia là sai, mình cứ tưởng là đường đi vô bên trong. Chắc là vô bên trong không thấy cái đường nào đi hết. Thì mình chúng ta phải quay về bên ngoài lại. Và qua cái cây hồi nãy chúng ta thấy á. Thì đúng rồi, chúng phải kích hoạt cái console này nữa. Ok, rồi. Wow, cái đường này thì chúng ta có thể đi. Ok, ngon. Nãy bây giờ mình gặp địch quá trời luôn. Cái đám đó không phải là Cat. No question. This is the heart of the vault. I've never seen anything like it. All conduits converge here, Pathfinder. That must be the lockdown console.
Any thoughts, Sam? Unknown. Though it appears related to the lockdown, an in-depth study may reveal its purpose. The system lockdown is disabled. The vault and the atmosphere processor should return to full operation. Ryder, you fixed the lockdown, didn't you? The whole place is lighting up. Power readings are off the chart. Really, really off the chart. But if it's back online, we should be good. Should we go? Baby, get back to the entrance now. Đi nào đây? Cái này mà đi bừa luôn á, đi theo cái hướng dẫn chỉ dẫn thôi đó. Là ok. Ui. Lửa ghê quá đi thôi. Được cái lửa bất chợt nữa nha. Mấy cái chỗ mà cái chỗ này nó thường hay có lửa nè. Mấy cái miếng hình này nè. Ngay thường hay có mà nghe vậy. Nãy nó bị hai lần rồi đó. Chúng ta cũng ra khỏi cái chỗ này nhanh. Nhanh. Làm lẹ đi trời ơi. Đúng rồi, phải vậy nè, đó. Đó, phải vậy chứ. Ôi, cái gì? Điện giật bay siêu luôn, hay thật. Vô cover cái nhẹ thôi. Để cho nó siêu nó hồi lại cái. Đó. Bị cho nó siêu cái hồi lại. Rồi chúng ta đi tiếp. Chưa ghi chỗ này có vấn đề. Mình không biết là chuyện này có thể xảy ra nhưng mà còn cái hầm này mình có phải gọi là cái hầm ngục hay là cái mình quen gọi là hầm ngục nhưng mà mình có phải gọi là gì, một cái dấu tích cổ đại hay gì đó. Mình cũng biết phải gọi là cái này sao đó. Dấu tích thì đó, một cái chỗ thôi mà chúng ta chưa khám phá được và sao cái bay cái bị tụ tụt vậy. Mình cần phải ra khỏi chỗ này càng sớm thì tốt, trước khi nó bùng một cái là chúng ta sẽ không còn xác để về nhà đâu. Okay. Gravity Well, chúng ta hãy sử dụng cái chỗ này để đẩy chúng ta lên. Ok, đó. Bậy lên em ơi. Bậy lên. Mình thích cái vụ bay lên lắm nha. Nhưng mà chúng ta không thể điều khiển được gì, chúng ta nhìn được thôi. Nhìn xung quanh được thôi chứ không có điều khiển được. Hơi chán rồi do đó. Ồ, hay phết đấy chứ. Công nghệ hiện đại có khác. Nãy đi lộn hướng rồi. Đi cái này mới đúng, là đi hướng đó là chết chắc. Thôi, chắc nghĩa tao cũng không cần phải tìm hiểu đâu. We're almost clear. Where are you? Hello? PB. Go! Get to the gravity well! Not moving. Find an override. Console is attempting surface reconnection. Come on! Vault restart is now complete. Talk about a rush. Nothing like outrunning death. Or reactivating a huge mysterious vault. Nice going. Atmosphere processor is online. Recovering last console activity. Is that the Helios cluster? Yeah. There we are. That's Eos. Whoa. Did restarting the system do that? If that light is us, then all these points could be vaults in other worlds. Dormant like this one. Maybe. But why is there a whole network of them? What's all this for? Unless the builders show up to explain themselves, all we've got is guesswork.
So far, we've seen bots, living plants, atmosphere processors. Back home, some corporation hit a desert world with an ice comet. They changed the atmosphere to bring rain. To help with support life. That first processor we saw was making things worse, but maybe it malfunctioned. Is that what these builders were trying to do? Make worlds habitable? Even terraform a whole cluster? Hey, look there. That's different. Maybe it's active? We've got to go see. Sam? Extrapolating. These coordinates lie beyond the space we have currently surveyed, Pathfinder. Mark it on our charts. We need more to go on. Let's head up to the surface. I could use some fresh air. Look at that sky. How? No atmosphere processor works that fast. If this effect is representative, Pathfinder, air and moisture patterns will show noticeable improvement. Eos could support an outpost. A foothold. That's all we need. Just enough to begin. This remnant technology could be the key to our survival, if we can control it. You can. Kind of. Still, wouldn't hurt to find a manual. We've got a lead. Sam marked it on the charts down there. That site is active, whatever it is. Who knows what we'll find there. We? You want to come along? I want to know what makes the remnant tick. You've got a key to their technology. Or a crowbar, at least. Welcome aboard. We'll get you a fancy job title to go over your bunk. I only need a footlocker. Data pad, toothbrush, clean underwear, that'll do. I'll catch up with you. Well, this will be interesting. Chúng ta đã có thành viên mới trong cái team của chúng ta rồi. Thì có lẽ cái tập này cũng khá là dài đó. Và mình sẽ tạm dừng ngay tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo của Mass Effect Andromeda. Và mình cũng mong là các bạn sẽ ủng hộ cái tập này của mình và chia sẻ nó với bạn bè, và cũng là một cái cách để giúp cho mình có thêm động lực và cũng như là có nhiều cái cơ hội và có thể quay cho bạn nhiều game hơn. Và mình cũng chỉ muốn nói vậy thôi. Và các bạn nào thích cái tập này hãy bấm like nhé, phía like phía dưới và subscribe channel để coi thêm nhiều cái game khác. Thì nói tóm gọn thì nãy mình cũng đã nói một lần rồi, thì từ đây đến khoảng tháng 4 thì mình không có lịch trình gì nhiều, vẫn tập trung vào cái game này, vẫn mong là mình có thể hoàn thành nó một cách tốt nhất có thể. Và một cái game khác đó chính là Ghost Recon Wildlands, chúng ta vẫn đang bỏ lỡ đây tới tập 6, và tập những tập tiếp theo mình vẫn còn đang quay. Nhưng mà hiện tại chúng ta cũng sẽ ưu tiên cái game này hơn trong khoảng thời gian những ngày sắp tới, mỗi ngày một tập. Và tháng cái lịch sắp tới thì mình cũng chưa thấy game gì hay, nhưng mà tháng 4 thì mình cũng chỉ thấy một game hay, đó chính là Persona phần 5. Và các bạn có thể coi mấy cái lịch game sắp ra mắt, thì bạn thấy game nào ổn thì bạn hãy nói với mình. Còn mấy game cũ thì mình có thể là mình tạm thời mình sẽ không quay, tại vì nó khá là cũ. Và nhưng tùy game mình sẽ xem xét sau, và cái đó mình sẽ thông báo sau. Với những game nào phù hợp một tí mình sẽ quay nếu phù hợp. Và game trước mắt thì mình đã nói tương lai thì tháng 4 chúng ta sẽ có Persona 5, Persona phần 5. Game nó khá là hay của Nhật. Và game này là bài chính thức, thì tới lúc mình sẽ quay. Nhưng mà trước tiên hết thì tôi vẫn sẽ tập trung vào những cái game như thế này đã. Hoàn thành xong cái game này là một, rồi Ghost Recon nữa. Và khoảng một tuần tiếp theo mình, chúng ta chỉ còn khoảng tuần này với tuần sau nữa thôi. Thì game nó ra vào mắt khoảng đầu tháng 4, 4 tháng 4 như vậy. Thì mình nhớ là vậy. Chúng ta thì phải đẩy nhanh tiến độ khá là nhiều, và mình cố gắng quay sớm nhất có thể. Và có thể trong ngày tới, nếu mà mình đẩy kịp được nhanh tiến độ, có thể là một ngày hai tập Mass Effect, ví dụ vậy. Một ngày hai tập Mass Effect và sau đó là Ghost Recon Wildlands, đó cũng được. Dù gì nói thì mình cũng mong là các bạn sẽ thích cái tập này của mình và chia sẻ cho mọi người nhé. Cái game này sẽ hay hơn, có nhiều người chú ý hơn, ví dụ vậy. Nếu mà như chúng ta sẽ nhận được cái patch sớm nhất của về cái game này. Nói gì nói thì nói vậy thôi. Và hẹn gặp các bạn trong những tập tiếp theo của Mass Effect Andromeda. Bye bye.